Việt Nam đang đánh mất lợi thế trong cuộc đua logistics hàng không như thế nào? Nhiều những cái hãng khác cũng làm cargo mà họ đã thực hiện từ rất rất lâu lúc trước rồi anh. Thì thực tế ra là các hãng nước ngoài người ta cũng chiếm một cái tỷ lệ rất là lớn. Trong đó là thậm chí 90%, gần 90% cái thị trường hàng hóa quốc tế là được các hãng hàng không nước ngoài khai thác. Khoảng 10% là các hãng nội địa. Trong đó có Vietjet và Vietnam Airlines mà. Đấy. Thì cái điều này cũng là cái điều mất cân đối trong vấn đề vận chuyển hàng không. Trong đó có vấn đề là với cái một cái nền kinh tế khoảng gần 400 tỷ đô la Mỹ, rồi chúng ta xuất khẩu năm ngoái như vậy là khoảng 668 tỷ của hàng không, vận chuyển hàng hóa hàng không nó mang lại là khoảng 25% giá trị xuất khẩu của Việt Nam. Đấy. Mà để cho nước ngoài khai thác 90% thì cái này cũng là cái điều bất hợp lý. Tôi rất thích cái câu vừa rồi anh nói về mức cân đối. Một cái thị trường lớn như thế và nó chiếm gần 20-25% trên tổng cái ngân sách thành giá thành của sản phẩm mà Việt Nam mình đang xuất và nhập nữa.